Đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị xưng tội với một kẻ ăn xin. Scott Hahn là một học giả vĩ đại về kinh thánh. Ông là một mục sư tin lành đã cải đạo theo công giáo. Scott Hahn có một người bạn là linh mục, và vị linh mục này đã đi viếng thành Roma. Ngoài những công việc khác thì linh mục này còn có cuộc hẹn để trò chuyện riêng tư với giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Vào ngày hẹn đó, vị linh mục này còn nhiều giờ rảnh, cho nên, như một du khách, ngài quyết định ghé vào một vương cung thánh đường để chiêm ngắm và đọc kinh. Ở các bậc thềm vào thánh đường hiện diện nhiều kẻ ăn xin, một hình ảnh thường thấy ở Roma. Trên các bậc thềm đó, ngài mường tượng rằng mình nhận ra một trong số những người ăn xin đó. Sau khi vào cung thánh và quỳ gối để cầu nguyện, thì hình ảnh đó đã đập vào trí nhớ của ngài. Ngài nhớ ra rằng ngài đã quen biết người ăn xin đó ở hoàn cảnh nào. Ngài liền vội chạy ra và đến gần người ăn xin đó và nói: "Tôi biết ông mà, có phải chúng ta cùng vào chủng viện với nhau không?" Người đàn ông gật đầu. "Vậy thì ông là linh mục phải không?" ngài nói với người ăn xin. Người này trả lời: "Không còn nữa, tôi đã rớt ở tận cuối đường. Xin để cho tôi yên một mình." Vị linh mục vì đang lo cho cuộc hẹn sắp tới của mình với Đức Thánh Cha nên nói: "Tôi phải đi, tôi sẽ cầu nguyện cho bạn." Người ăn xin với khuôn mặt quen thuộc đó trả lời: "Việc đó sẽ mang lại nhiều điều tốt lành." Với lời hứa trên, vị linh mục bỏ lại kẻ ăn xin ở các tầng cấp của thánh đường và khởi sự đi đến nơi hẹn. Những cuộc hẹn riêng tư này với Đức Giáo Hoàng bao giờ cũng rất khuôn phép. Có một số người cũng được chấp thuận cho hội kiến riêng tư cùng một lúc. Và khi Đức Thánh Cha tiến về phía bạn thì linh mục thư ký của ngài trao cho ngài một tràng chuỗi mân côi đã được làm phép, sau đó ngài sẽ trao nó lại cho bạn. Lúc này thì bạn sẽ hôn nhẫn của Đức Giáo Hoàng và nói một lời tự cõi lòng, chẳng hạn như: "Xin ngài cầu nguyện cho con" hoặc "Cảm ơn ngài đã phục vụ cho giáo hội." Tuy nhiên khi Đức Giáo Hoàng tiến đến thì vị linh mục này đã không kìm được mình và tỏ bày: "Xin cha cầu nguyện cho người bạn của con." Không những thế, ông còn kể hết cả câu chuyện liên quan. Đức Thánh Cha lắng nghe với vẻ quan tâm và cam đoan với vị linh mục rằng ngài sẽ cầu nguyện cho người bạn của ông. Khi vị linh mục đi, ngài nói nhỏ điều gì đó với vị phụ tá của ngài. Cuối ngày hôm đó, vị linh mục được nhân viên của tòa thánh liên lạc qua điện thoại di động. Họ nói với ngài rằng ngài và người bạn ăn xin, người trước đây là linh mục, cả hai sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng để ăn cơm tối. Kích động và hiếu kỳ, vị linh mục chạy ngay về thánh đường nơi trước đó ngài đã gặp được người bạn cùng học ở chủng viện. Chỉ còn rải rác vài người ăn xin, và may mắn thay, hay ơn Chúa, người bạn cũ vẫn còn trong đám này. Ngài tiến đến người đàn ông và nói: "Tôi đã được gặp Đức Giáo Hoàng, và ngài hứa sẽ cầu nguyện cho bạn. Hơn thế nữa, ngài mời chúng ta đến tư dinh để ăn tối." "Không thể được," người đàn ông nói. "Hãy nhìn tôi này, tôi là một đống dơ giấy. Từ lâu tôi không tắm gội và áo quần nữa." Thấy hoàn cảnh có vẻ trầm trọng và hiểu rõ rằng người bạn ăn xin này chính là vé vào cửa của mình để được ăn tối với Đức Giáo Hoàng, vị linh mục nói: "Tôi có phòng ở khách sạn. Bạn có thể đến đó tắm rửa cạo râu, mà tôi cũng có áo quần vừa cỡ bạn nữa." Và một lần nữa, nhờ ơn Chúa, người linh mục ăn xin này đã bằng lòng. Rồi sau đó, họ đi đến nơi ăn tối với Đức Giáo Hoàng. Cuộc tiếp đãi thật là kỳ diệu. Gần cuối bữa ăn, trước khi dùng đồ tráng miệng, Đức Thánh Cha ra dấu cho vị linh mục, nhưng ông không hiểu ngài muốn nói gì. Linh mục thư ký của ngài nói nhỏ vào tai ông: "Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta ra ngoài." Ngay lúc đó họ đã để Giáo Hoàng ở lại một mình bên người ăn mày. Một lúc sau, người ăn mày bước ra khỏi phòng nước mắt giàn giụa. "Chuyện gì xảy ra trong đó?" vị linh mục hỏi. Câu trả lời bất ngờ và đáng chú ý là: "Đức Giáo Hoàng muốn tôi cho ngài xưng tội." Người ăn mày nghẹn ngào. Khi đã trấn tĩnh lại, người đàn ông nói tiếp: "Tôi thưa với ngài, lạy Đức Thánh Cha, hãy nhìn con đây. Con chỉ là tên ăn mày. Con không phải là linh mục." Đức Giáo Hoàng nhìn tôi và nói: "Con ơi, một khi đã là linh mục thì luôn là linh mục, và có ai trong chúng ta lại không phải là ăn mày. Cha cũng đến trước mặt Thiên Chúa như một tên ăn mày xin ngài tha thứ cho những tội lỗi của cha. Tôi kể với ngài rằng tôi không còn đủ điều kiện đứng chung trong hội thánh nữa, nhưng ngài cam đoan với tôi rằng, với quyền hạn giám mục thành Roma, ngài có thể tái kết nạp tôi ngay lúc đó và tại đó." Người đàn ông còn cho biết là đã từ lâu ông không cử hành bí tích hòa giải, nên Đức Giáo Hoàng phải giúp ông đọc lại lời trong nghi thức giải tội.
Vị linh mục bạn thắc mắc, nhưng mà ông ở với ngài một khoảng thời gian lâu, chắc hẳn ngài xưng tội không lâu đến thế. Đúng vậy, ông bạn trả lời, nhưng sau khi nghe ngài xưng tội, tôi cũng đã xin ngài nghe tội của tôi. Những lời cuối cùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với đứa con hoang đàng đã được thốt ra theo cung cách của một sự ủy nhiệm. Ngài đã trao cho vị linh mục vừa mới được hòa giải nhiệm vụ đầu tiên, hãy đi và giao giảng cho những kẻ vô gia cư, hành khất trên các bậc thềm của ngay nhà thờ mà con vừa từ đó đến. Và vị linh mục vừa được tái sinh này sẵn sàng chấp nhận